Thảo rất vui mừng gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào cô, chào quý vị khán giả. Chà, đem đi đâu mà nhiều trái cây quá vậy nè. Cô bữa nay cũng chuẩn bị rất là nhiều trái cây. Chắc là hai mình mở cửa hàng bán trái cây luôn ha. Cô Thảo dễ thương ghê vậy đó. Cô nghĩ sao em mà mở cửa hàng bán trái cây á, thì làm gì có trái cây để bán, tại vì em ăn hết rồi còn đâu. Em nói đùa với cô thôi, chứ ngày hôm nay là ngày khép lại chủ đề món hè đa sắc của tháng này. Do đó em phải tranh thủ chứ. Em chuẩn bị trái cây nè, đến để nhờ cô Thảo chuẩn bị một món ngon từ trái cây để giúp cho các bé ở nhà có thể ăn nhiều trái cây hơn đó. Như vậy là tư tưởng lớn gặp nhau rồi đó. Cô cũng chuẩn bị trái cây và dự định là sẽ giới thiệu một món ăn phá cách từ trái cây mà lại hấp dẫn trẻ em, cung cấp thêm vitamin và dưỡng chất cho các bé nữa. Trời ơi, cái món này chắc chắn là sẽ rất ngon đây. Thôi cô Thảo bật mí liền nha. Đó là một món mà chuẩn bị trong vòng 5 phút thôi và thực hiện cũng chỉ trong vòng 5 phút. Món súp trái cây. Để thực hiện món súp trái cây thì chúng ta cần chuẩn bị khoảng 300g tôm đất, táo, lê, dâu tây, một ít ngò rí, một ít hành tím băm, bột năng, các loại gia vị thông thường và hạt nêm nước hầm xương Ajinon. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chúng ta sẽ sơ chế phần nguyên liệu. Cô sẽ cắt trước cái phần tôm đất này. Minh Châu biết không, tôm đất á, mình mua tôm thật là tươi, tôm sống thì càng tốt, sẽ rất là ngon. Và bây giờ cắt hạt lựu. Bây giờ cô sẽ nêm vào đây một muỗng cà phê hạt nêm Ajinon và một ít tiêu. Dạ. Kế đó trộn đều lên, Minh Châu giúp cô nha. Tiếp đến là giai đoạn chúng ta sử dụng trái cây. Cô ơi, sao cô lại đem gọt vỏ hết vậy cô? Em được biết là vỏ táo và vỏ lê có nhiều dưỡng chất lắm á. Ừ, chính xác rồi. Khi nấu món súp trái cây á, thì cô bỏ vỏ ra. Vì lý do là khi mình nấu á, thì cái phần ruột ở phía bên trong, phần thịt phía bên trong này sẽ chín mềm rất là nhanh. Trong khi phần vỏ thì là chín chậm hơn. Do đó nếu mà chúng ta để vỏ thì chúng ta ăn sẽ có chỗ còn rất là dai. Và chỗ thì là chín mềm sẽ mất ngon đi. Dạ đúng rồi. Mà Minh Châu biết là tại sao khi mà chọn trái cây thì cô lại chọn ba loại trái cây này hay không nè? Theo như em nghĩ nha, là tại vì nó có cái độ giòn gần gần giống nhau á, phải không cô? Cho nên mình chọn nó thì mình sẽ không có phải gọi là sao ta, mất nhiều những cái sự thay đổi trong cái công đoạn nấu á. Cũng không phải chính xác là như vậy, là vì món súp trái cây thì nó có một cái điểm đặc biệt. Quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta sẽ chọn những loại trái cây nào có vị chua nhẹ nhẹ một chút, vì như vậy nó sẽ tạo nên vị chua thanh đặc biệt cho món súp. Dâu tây này thì cô cũng cắt hạt lựu tương tự như là lê với táo ha. Dạ. Còn ngò rí này nữa thì cô sẽ xắt nhuyễn. Trong giai đoạn nấu súp trái cây á, thì là chúng ta cần sử dụng một cái nồi nè. Minh Châu bật bếp lên. Dạ. Chờ cho nồi nóng một chút xíu, cô sẽ cho dầu ăn vào. Kế đó chúng ta sẽ cho hành tím băm vào. Bây giờ cô đảo đều nè, để cho nó vàng thơm. Phần hành băm đã bắt đầu hơi vàng một chút rồi nè. Cô sẽ trút hết cái phần tôm này vào và đảo đều. Khi mà tôm đã bắt đầu săn lại rồi thì cô đã chuẩn bị sẵn một lít nước. Cô sẽ cho nước vào. Sau đó thì cô sẽ cho gia vị vào đây, nêm vào khoảng 2 muỗng canh hạt nêm Ajinon. Bây giờ mình đậy nắp lại và chờ cho nước sôi. Cô ơi, em thấy nước sôi lắm rồi nè. Đúng rồi, nước sôi rồi thì cô sẽ cho hết cái phần trái cây này vào. Em nghĩ chắc là trái cây mau chín lắm đúng không cô? Minh Châu nói đúng, khi mà cho trái cây vào á, sau đó chúng ta sẽ cho ngay bột năng vào tiếp tục và chúng ta tắt bếp, thế là xong. Bột năng này á, thì là cô sẽ cho ra cái tô nè, cho vào với một ít nước nữa. Dạ. Khuấy đều lên. Minh Châu và quý vị khán giả cũng cần lưu ý, trái cây khi chúng ta cho vào á, thì chúng ta sẽ nấu rất là nhanh. Tiếp tục cho phần bột năng vào, khuấy đều và tắt bếp ngay. Trái cây nếu mà chúng ta nấu lâu quá trên bếp thì sẽ vừa làm mất vitamin và vừa mềm nhũn, làm cho món ăn không ngon nữa. Dạ đúng rồi, vì vậy cho nên nếu quý vị khán giả không muốn mất đi vitamin, dưỡng chất ở trong trái cây, cũng như là không muốn trái cây bị mềm nhũn, thì nhớ là bỏ trái cây vào, sau đó nấu một chút thôi rồi tắt bếp liền nha. Cô ơi, nước đã sôi lắm rồi nè. Đúng rồi, vừa sôi lên là cô sẽ cho bột năng vào và chúng ta khuấy đều. Khi chúng ta cho bột năng vào từ từ như thế này, chúng ta cho lửa lớn và chúng ta nhìn thấy là cái phần nước này nó hơi sánh lại như thế này nè, mình cho thấy không, là được rồi. Đó, chúng ta cũng không cho quá đặc. Bây giờ thì chỉ việc tắt bếp là xong. Cô sẽ múc một ít gato để mà trình bày nè. Cô sẽ cho một ít tiêu.
và một ít rau ngò rí lên trên. Vậy là xong rồi. Chưa xong đâu, thế nào cũng còn có phần của Minh Châu nữa mà. Phần ăn thử này rất là quan trọng. Tại vì Minh Châu biết không, cái người thưởng thức, người thử món ăn này á, quan trọng lắm. Phải từ từ nè, cảm nhận nữa nè, xong rồi sau đó chia sẻ lại với quý vị khán giả nữa. Đây. Em nghĩ là cô Thảo không chỉ nấu ăn ngon đâu, mà chắc chắn cô Thảo thử món ăn cũng rất là ngon. Tại cô Thảo thương em, nhường cho em thôi. Cô ơi, tại sao một cái món ngon như vậy mà đến bây giờ cô mới giới thiệu cho em? Minh Châu thấy thế nào? Đậm đà lắm mà thơm, thật sự em cảm giác như là em đang ăn cocktail vậy đó. Rất là ngon. Em nghĩ là sự kết hợp này á là sẽ đem lại không chỉ là cái sắc hè mà nhiều màu sắc đâu cô, mà còn đem đến một sắc hè rất là phong phú đa dạng về khẩu vị nữa đó. Món hè đa sắc. Em cảm ơn cô Thảo, ngày hôm nay cô đã khép lại một cách xuất sắc chủ đề món hè đa sắc rồi. Quý vị khán giả thân mến, món ăn này rất là đậm đà bởi sự kết hợp giữa vị ngọt của tôm nè, của gia vị và cả của trái cây nữa, nhưng mà không quên một chút vị chua thanh nhẹ nhẹ tạo nên một chút hấp dẫn và đa dạng cho món ăn này. Minh Châu tin là quý vị sẽ thành công khi thực hiện món súp trái cây, và nếu như thực hiện thành công rồi thì quý vị đừng quên nhé, hãy gọi điện thoại cũng như là viết thư về cho chương trình theo hai cách quen thuộc, đó là hộp thư số 620 bưu điện trung tâm Sài Gòn, hoặc là số điện thoại của trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto 0883 723 7557. Bây giờ thì cô Diệu Thảo và Minh Châu xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào tháng sau với một chủ đề mới cũng hấp dẫn không kém quý vị nhé.